từng bước chia sẻ lợi ích với người nông dân bằng việc lôi kéo họ vào chuỗi giá trị. Tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, nông dân đã tham gia tích cực vào một mắt xích trong chuỗi sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khâu chuyên canh nguyên liệu nuôi bò. Hàng trăm hecta trồng ngô của nông dân Nghĩa Đàn nhờ thế tăng giá trị gấp 9-10 lần so với trước khi liên kết với TH. Có hợp đồng liên kết với TH, mọi thứ đều như được lập trình, nhờ đó chất lượng sản phẩm luôn tốt. Ngô trồng ra đến đâu thì chúng tôi được công ty TH thu mua đến đó. Từ ngày trồng ngô lấy cây, lợi nhuận cao hơn hẳn trồng ngô lấy hạt, lại an nhàn, an toàn nên bà con chúng tôi rất vui. Từ khi có hợp tác xã đấy, chúng tôi được học tập về quy trình khoa học kỹ thuật trong là gieo trồng. Cái thứ nhất, cái thứ hai vốn thiếu thì được hợp tác xã hỗ trợ. Còn quá trình sản phẩm làm ra thì được hợp tác xã bao tiêu hoàn toàn. Trước đấy là chỉ thu được khoảng 1 trong mùa này được gấp đến 2 lần. Còn thời gian trước đấy chúng tôi làm chỉ 5-2 vụ thôi mà cũng bấp bênh lắm. Do kéo dài thời gian thu bằng lấy bằng hạt thì nó nặng hạn cho nên ảnh hưởng rất lớn. Chứ dư làm cái cây ngô sinh khối này để mà bán cây thì là triển khai được 3 vụ cho nên là người dân rất phấn khởi.